cảm nhận của khách hàng nhí khi đến với nha khoa Hùng Cường. Mình tên là Đỗ Hà Vi, mình học lớp 3C. Bác rất hiền lành và nhẹ nhàng. Cây cối ở đây, đông trùng nảy mộng, còn máy móc ở đây rất hiện đại ạ. Con tên là Thanh Tùng, năm nay con 6 tuổi ạ. Con thấy nha khoa Hùng Cường đẹp và vui ạ. Có sân bóng và có máy gấp thú ạ. Con tên là Lê Chiến Trắng ạ. Con 5 tuổi. Hôm nay con đến đây rất là đẹp và vui mà có nhà bóng. Con tên là Nguyễn Phương Tả, con học trường tiểu học Sao Mai, con 7 tuổi. Bác sĩ nhổ răng cho con không đau. Con thấy phòng khám hiện đại, con cũng thấy rất nhiều cây xanh. Mình tên là Hoàng Phương Anh và năm nay mình 9 tuổi. Rất vui khi được gặp các bạn. Mấy ngày trước mình bị sâu răng nên mình cứ kêu lên. Thế là mẹ mình đưa mình đến đây để khám xem. Thế là bác sĩ của mình bị sâu răng. Qua vài lần điều trị là mình đã khỏi hết đau rồi. Đừng đợi răng con mình hư mới lo chữa trị, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám răng nha khoa định kỳ 3 đến 6 tháng một lần.